Mở đầu bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay là thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Tính từ thời điểm 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay mùng 9 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới, trong đó có 13 ca mắc trong cộng đồng. Cụ thể, 13 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó có 6 ca Hải Dương, 2 ca Hà Nội, 2 ca Hưng Yên, 2 ca thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca Gia Lai và 3 ca nhập cảnh, 1 Long An và 2 thành phố Hồ Chí Minh. 6 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Chí Linh đã được cách ly tập trung. Xét nghiệm lần 3 vào ngày 8 tháng 2 dương tính với SARS-CoV-2. 2 ca ghi nhận tại Hà Nội ở quận Cầu Giấy và 1 ca quê tại Hưng Yên. 2 ca Hưng Yên đều tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. 2 ca thành phố Hồ Chí Minh ở quận 3 và quận Tân Bình. 1 ca ở Gia Lai tại thị xã Ayunpa trong vùng phong tỏa. Như vậy tính đến thời điểm 18 giờ 30 phút ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 480 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện đã có 13 tỉnh thành có ca mắc COVID-19, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 33 ca, Hải Dương 327 ca, Quảng Ninh 53 ca, Hà Nội 28 ca, Gia Lai 22 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 4 ca, Hưng Yên 2 ca, Điện Biên 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang, Bắc Giang và Hải Phòng mỗi tỉnh 1 ca.